Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Sunflower. Mình sẽ là nhân vật tiếp theo trong series mới của kênh Huta Chan. Nhân vật của mình chọn vẽ hôm nay sẽ là ba thành viên trong phim Winx Club, đó là Blue, Flora, Stella. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you so much.